đường khá là rộng rãi và bằng phẳng. Đây các bạn thấy biker đang ôm cua cả gói mà có thể xuyên rồi. Ôi, anh đã vướng vào cái hàng rào, có thể sẽ thử lần nữa. Như các bạn thấy vừa rồi là những màn biểu diễn xe như thế này không hề đơn giản nha các bạn. Việc mà các bạn nghiêng xe với cái góc mà nó quá lớn như vậy rất là dễ tình trạng bị ngã xe hoặc là xe nó bị sạc. Xe nó bị sạc qua một bên. Nên là đòi hỏi phải có kỹ năng nhất định để thực hiện những cái màn như thế này. Rồi bên cạnh mình đây là nữ biker Diễm Trần, một trong những biker khá là nổi tiếng. Thì Diễm cũng có rất là nhiều kỹ năng điều khiển xe, như là từ phân khối nhỏ cho đến phân khối lớn, kể cả dòng Honda Goldwing 1800cc luôn nha các bạn. Đấy. Rồi thì theo Diễm, như thấy ở đây là Diễm ấn tượng nhất những màn biểu diễn nào của vận động viên? Có lẽ là tất cả mọi người đều đang rất chờ đợi những